giá dầu leo thang khi OPEC xem xét tăng sản lượng. Giá dầu thế giới đã tăng gần 2 USD trong phiên hôm nay, vượt mốc 76 USD mỗi thùng khi dự báo liên minh OPEC có thể gia tăng sản lượng trong tháng tới. Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ nhờ dự báo nhu cầu tăng mạnh, trong khi nguồn dự trữ của Mỹ lại giảm xuống. Trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 7, giá dầu Brent đã tăng 1,86 USD, tương đương 2,5%, lên mức 76,48 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 2,37 USD, tương đương 3,2%, lên mức 75,84 USD. Một nguồn tin cho Reuters biết, trong cuộc họp diễn ra hôm nay, mùng 1 tháng 7, OPEC đang bàn bạc bơm vào thị trường thêm khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ tháng 8 đến tháng 12. Theo nguồn tin, mức tăng sản lượng hàng tháng của nhóm liên minh OPEC, bao gồm cả Nga, sẽ lên đến 500.000 thùng ngày. Nhà phân tích Giovanni Taunovo của UP cho biết, sự đồng thuận đang thiên về mức tăng 500.000 thùng ngày hoặc hơn. Vì vậy, mức tăng thêm 400.000 thùng ngày vào tháng 8 sẽ thấp hơn so với dự đoán. Với mức này, thị trường dầu vẫn tiếp tục thắt chặt trong mùa hè này khi nhu cầu tiếp tục được dự báo tăng lên trong những tuần tới. Nhà phân tích Louis Dixon của Zeta Energy cho rằng thị trường có thể dễ dàng hấp thụ mức sản lượng tăng thêm này. Nếu OPEC giữ quan điểm thận trọng và tăng sản lượng ở mức khiêm tốn 500.000 thùng ngày thì chắc chắn giá dầu sẽ được hỗ trợ. Giá dầu leo thang khi OPEC hiện giá dầu tăng sản lượng. Giá dầu thế giới đã tăng gần 2 USD trong phiên hôm nay, vượt mốc 76 USD mỗi thùng khi dự báo liên minh OPEC có thể gia tăng sản lượng trong tháng tới. Nhu cầu dầu tiếp tục nhanh trong nửa cuối năm nay khi nhiều người được tiêm vaccine COVID-19 hơn của Mỹ lại giảm chế đi lại được nới lỏng. Giao dịch dữ liệu từ cơ quan thông tin năng lượng Brent cũng cho thấy 1,86 USD của nước này tiếp tục giảm trong tháng trước, lên mức 76,48 USD mỗi thùng. Theo đó, sự giá dầu thô tại của Mỹ cũng tăng 2,37 USD, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, lên mức 75,86 USD. Giá dầu Brent có thể đạt mức trung bình 67,48 USD mỗi thùng trong năm nay. OPEC trong khi giá dầu thô của thị trường Mỹ đạt 2,54 USD mỗi thùng tháng 8 đến tháng 12, cao hơn so với dự đoán của tháng 5.